Ừ, rất ngon. Chị sẽ chỉ có gì? Chị sẽ chỉ có với mình muốn lấy in file luôn, số file luôn. Báo cáo rồi mà không đồ á, mình có cái mẫu rồi, có cái phần mềm sẵn. Không. Đang về cái mẫu đó trên cái trang SMGV mà lên nó lắp về chứ? Không phải là báo cáo bình thường là có mẫu không hay là mình không tự làm? Không. Đấy, em làm sao có mẫu được? Cái mẫu đấy mẫu vừa không? Lên đó loát này là báo cáo bình thường rồi, giống như buổi mình đem về. Đem về báo cáo ngày á, còn có ngày đó đóng trong file chiêu á. Cái đó mình không có mình sao mình làm được? Có thì mình lấy con đami làm kết nối con cái đó của nhà máy mình mà 650 này nó sẽ dùng để kết nối tất cả dơ le dòng 650 này bao gồm cả Besu cả dơ le F67 này đây sẽ chọn là một bus TCP này, đây là địa chỉ IP này. Cái địa chỉ này thì anh sẽ xem bên này. Có tất cả địa chỉ IP của các con này. Đây, ví dụ 172.17 này. Đấy, là cái đầu của nó rồi này. Đấy, ví dụ ngăn 232 này, có F67 này thì nó sẽ là .15.13. Đấy, 15, 17, 15, 18 này. Là mình ghi 15.13 vô 3 chữ X này đúng không? Đúng rồi. Không, 15 này là 15 này, 15 này là của 15 này. Đúng rồi, 15 là 15 này. .15 cho 13. Đấy, sao nó trừ 3, sao thấy 3 chỗ trống. Của nó là 3 chữ số mà. Thì là nó hiểu là .0 .13 không ạ. .013 hay là 13. Nó là .013. Nhưng anh chỉ cần ghi 13 thôi, không cần ghi .013. Ví dụ có 67 là .15.13. Đấy, xong là ấn on này. Lắp bên le qua. Khi nó sáng cái chữ off này lên thì tức là anh đã kết nối với nó rồi. Rồi. Record này. Rồi record này. Nghe trong số sự cố này. Con này đang chưa có. Không bốn gì đâu. Record. Đóng cửa lại cho mát rồi nghe. Khóa luôn đi. Chút. Cho mát. Không có chỗ à. À nó bị vướng cục đá ghế không? Đẩy nó ra. Đưa đây ạ. Xong cái này là máy này mình xuất ra file Excel được. Không, nó cái file gửi đi không phải là file Excel. Nó là file PDF. Sự cố riêng của nó. Đây, report này. Report này. Thì sao lại không có này.
bữa nay mình test và test tiếp rồi không có đó. Có thể có yeah. Mình ăn tín hiệu bơm vào món ăn có lưu lại cho thầy. Mai anh văn mày đang nông rồi. Lên đây bao lâu anh? À, sớm nữa. Lên kéo lại quay lại luôn. Là anh nông không? Lên đi. Là đang nông đúng không? Quay lại luôn đi. Quay lại luôn đâu. Đây. Anh còn ở đây rồi. Những khi nào nhà máy ổn định rồi. Anh sẽ vào hai chùa này. Tập trung. Con này. Thôi con này. Rồi. Ở đây nó sẽ hiện là bản ghi mới nhất này. View rồi. Đấy, đây nó sẽ ra cái bản ghi cho anh này. Đấy, thì anh muốn lấy cái sự cố này thì anh sẽ download. Lưu file gì thì về nhà không, nó quy định file của nó rồi. File này nó chỉ là file text thôi. Đấy, anh đã được cái file này để gửi đi này. Đây là file thứ nhất là file sự cố của nó này. Đây là cái file tập sóng của nó này. Thì anh đào thêm cái file này nữa. Ủa sao mình nhìn biết đó là mình có hồi nãy nó giống vậy rồi. Rồi này, có rồi. Waveform. À, waveform. Waveform. Anh sẽ lấy hai file, một là waveform này, hai là waveform. Waveform trời này. Hai file. Cái chọn đào cái file này về nữa này. Hai cái. Đấy. Cái test. À, nó sẽ được cái file này, ba file này. Đấy, thì anh sẽ gửi vào gồm một file này và ba file này nữa. Đấy, đây là cái file tận sóng của nó, thì nó phải có phần mềm để đọc cái file kia. Đây là điều đó, nó sẽ có cái này. Thì con này thì bao gồm file tận sóng và file con của nó này. Con nào cũng vậy hả? Con nào cũng thế. Dòng 650 này bao gồm là tất cả những cái thiết kế này và tôi nghe F67 của ngân 232 bắt đầu vô rồi. Tu vô recorder record của có không bây giờ chọn con Rene giờ tắt đi, tắt mở lại tắt mở lại nhập địa chỉ IP vô đây hả? 650 đâu lên đấy rồi kích hai lần nữa. Kích chuột phải hay chuột trái? Chuột phải chuột trái này bấm chuột phải rồi banh đi kích mẹ lên tay chuột mà đang rồi giờ chọn rồi lên chọn đây hả đây hả computer rồi giờ chọn IP kích vào rồi nhập địa chỉ IP rồi on lên cho nó kết nối. Ok. Rồi. Cô ăn thử ăn kim. On dưới. Một là hai là kích vào đây. Được. On dưới đã. Hai bản ghi thôi. Nó có hai bản ghi thôi, hai bản ghi cố thôi. Nếu mình nhiều bản ghi thì nó gọi là có nhiều bản ghi. Cái nào lớn nhất là cái gần nhất thôi. Rồi bây giờ vô nó chỉ ghi cho mình hai cái sự kiện gần nhất thôi. Nó ghi rất nhiều.
Nhưng đây con này nó chỉ có 2 chữ kia thôi. À. Đấy. Con này thì kiểu thế thôi. Còn một cái dòng nữa. Dòng Zola Son Lệch. Son Lệch thì anh dùng phần mềm này. Thành cái. Son Lệch thì dùng phần mềm này. Con Lệch này. Này. Nhập địa chỉ IP như thế. Đúng rồi. Đây là cái địa chỉ của con đấy. Con có địa chỉ cái nào? Số nhà. Đây là địa chỉ tên nè. Các con so lệch phần mềm này. Đây là nó báo là kết nối là success là full rồi, tức là đã kết nối với con đấy rồi. Đây là này. Đây sẽ bóc một con này. Đây nó có con quát này. Con này là con sau này đường dây. Sau bảy là nãy giờ đường dây đúng không anh? Nhập địa chỉ vô đúng không con? Đây là con sau này đường dây chẳng hạn. Và cũng vào connect này, nhập địa chỉ của nó này. Ví dụ 172.17.15.10 này. Đây là của con so lệch đường dây này. Nhấn connect này. Đấy, nó báo thiết bị đã kết nối này. Thiết bị của dấu cộng này. Đủ có lưu này. Lưu code này. Phone report này. Đấy, đây là sẽ có các cái sự kiện. Đây sẽ là cái bản ghi mới nhất này là chọn view này. Đây sẽ là cái bản ghi. Nó có nhiều sự kiện này. Chọn anh xem cái nào chọn view à. Sẽ hiện sự kiện này cho anh. Xong anh chọn file này. Xếp đây. Đó, chọn gõ tên thì nó sẽ lưu về sự kiện đấy. Cũng là dạng file text thôi. Cái này có thể lấy 6.000. Có, con này cũng sẽ có dạng 6. Đấy, dạng 6 đây là sẽ là oscillography này. Chọn grid này. Cái này có cái file hướng dẫn hay là nó lô bị đây. Có cái file hướng dẫn hay gì rồi. Hướng dẫn không có cái hướng dẫn cụ thể này. Thì anh quay hết rồi. Thì cũng nhiều khi nó cũng tập âm rồi vô cũng khó nghe lắm. Đây là cái file dạng sóng của nó. Thì nó sẽ được
file của anh ạ. Nó cũng được những cái file giống hệt của con 650. Nào ta 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 lại đây. Làm lại đi. Đấy, thử anh thử luôn đi. Chúng ta không phải ấy, làm cho nhớ thôi, cứ không làm cho mà. Cái chi phí là một cái như ra là IT mà xem nó chốt lại được. Móc cái này ra. Ta mang luôn. Luôn đi. À thẳng. Vô còn 87 là. Ừ. Em thấy thông tin là quick video đi làm em được. Đúng nhiên. Quick connect. Quick connect. Rồi cái này mình nhập vô đi. Cái khúc đầu này là địa chỉ IP. Rồi connect. Thì cái đấy em nghe bảo nó nhỏ mà. Rồi, ok luôn. Cái đấy nó bé đã kết nối được à. Thì lúc đầu em bảo là hỏi Đức xem là cái đấy hợp đồng như thế nào. Em biết là quick connect thì thì vô. Rồi chắc chọn cái nào có recorder auto ra cái recorder trong này là file report report sự kiện gần nhất lúc cố vô cái này view rồi có đau không hay là lưu pin sao hết file có file bên kia chọn file rồi sẽ ác hả rồi nhập tên vô gọi về phần nào thì anh 87 cái đó cực trôi hết mình phát được 87 bấm trên 87 bấm trên 87 87 đi trùng tên cái A đi 7 L đi chọn top rồi rồi ở chỗ này em bấm Ctrl S thôi. Cho nên làm gì? Cầu điện tử nó có điện tắt vào cái xây mà. Có thì nó cũng là lệnh xây thôi. Cái này là này. Ở đây này. Rồi. Rồi lấy cái thằng chăm sóc silicon. Oscilloprolly gì này. Rồi. Đọc. Đọc thôi đúng không? Cứ kích vào rất là đọc đấy chứ đọc thôi thì cái này nè mình đọc về cho điều độ đọc cho mình đọc cho được rồi cái này cũng lưu luôn đúng không dạ. cùng lưu thôi 87 là đây. Coi mấy cái này mà làm báo cáo. Đâu rồi, cái này là báo cáo sự cố rồi. Là không. Cái này là này, ba cái file nó xuất đuôi của nó là ba file CFG, HDR với lại DAT. Giờ là phải anh em nào tập vào đây làm đi. Đưa làm cách cho nhớ. Máy tính báo cáo ngày. Nó ba cái làm cho nhớ. Ta cái ghi luôn nghĩ là hai cái luôn. À. Thì nha, mình vô cái này đúng không? Cái nào? Này vô community thay đúng không? Làm nữa. Chứ chưa có bao giờ luôn nữa. Mình nhỏ gì cũng được kìa. Làm này đúng không? À. Ấm on này. On chạy đâu? Ok xong luôn tôi. Này chuẩn bị kiểm tra rồi. Rồi được. Chưa. Xây xong cái nhỉ? Rồi được. Ok này. Ở chỗ nào nữa ta? Tô. Actual record xuống file report đúng không? View rồi download đúng không? Đang xong này chỉ có xuất một cái đúng không? Đúng không? Xong này là con này đúng không? 87 là con này đúng không? Này là with connect này. Rồi, connect này.
ok luôn. Này sẽ là phan phan ớt đây, phan 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 một cái rồi siêu đẹp còn cái dạng sống, dạng sống là cái này đúng không? Dạng sống là biết rồi. Đào luôn á. Khai rồi. Có hai dòng luôn. Em 650 và cái dòng của bài kia. Cái con kia thì sao? F90. F90 thì không có chẳng khai thác gì. À. 50 của em là F50 này là con F650. À. Đấy, con F50 này, con F67 này, BCU này. Là bao đấy anh dùng cái phần mềm 650. Đó. Còn cái các con sau lệch này, à, rồi con khoảng cách này. Ở trong kia em hiểu các cái con mà dài kìa, là dùng phần mềm kia, phần mềm UR ấy. Đó. Còn cái dòng 650 kia thì dùng chung phần mềm kia. Nó chỉ có hai phần mềm thôi. Là cách khai thác thì giống nhau. Độ nó đọc hay tiếp.